Cẩm Ly hát lại ca khúc nhiều năm trước, giọng hát giảm phong độ khiến khán giả tiếc nuối. Giọng hát của Cẩm Ly bị khán giả nhận xét không còn ổn định như trước. Mới đây, Cẩm Ly đã có một đêm nhạc với không gian ấm cúng tại một phòng trà nổi tiếng, dù tần suất chạy show không còn nhiều như trước kia. Nhưng mỗi đêm diễn của Cẩm Ly đều thu hút lượng khán giả lớn có mặt để ủng hộ cho nữ ca sĩ. Một khán giả sau khi đi xem, show đã đăng tải đoạn clip Cẩm Ly hát lại Thầm Mong, bản hit được ra mắt cách đây nhiều năm của nữ ca sĩ. Nhiều khán giả đã vô cùng bồi hồi khi nghe Cẩm Ly hát lại ca khúc này vì những giai điệu từng gắn liền với ký ức thế hệ 8X, 9X. Tuy nhiên, phần trình diễn của Cẩm Ly cũng nhận về một số ý kiến đánh giá giọng hát nữ ca sĩ. Cụ thể, các ý kiến này cho rằng Cẩm Ly đã bị hỏng giọng khi lên nốt cao không còn chắc, lộ rõ sự chơi với. Người hâm mộ nữ ca sĩ cho biết vì cô đã hát nhiều ca khúc trước đó nên giọng hát ở phần sau có hơi không được ổn định. Chưa kể, sau mấy chục năm làm nghề thì việc giữ được giọng hát như những ngày đầu là điều thật sự rất khó khăn. Đặc biệt, đêm nhạc lần này còn có sự góp mặt của nam ca sĩ Quốc Đại càng khiến khán giả có lý do để không thể bỏ lỡ. Được biết Cẩm Ly và Quốc Đại từng là một trong những cặp song ca đình đám ở những thập niên 2000 được khán giả vô cùng yêu mến. Thế nên màn hội ngộ của hai giọng ca này trên sân khấu nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Trên kênh TikTok của mình, Cẩm Ly cũng đã đăng tải đoạn clip ghi lại tiết mục song ca giữa mình và Quốc Đại trong đêm diễn vừa qua, thu hút đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng. Trong clip, Cẩm Ly vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, xinh đẹp dù đã bước sang tuổi 50. Nhưng nữ ca sĩ vẫn vô cùng trẻ trung có phần nhí nhảnh khi đứng cạnh người đồng nghiệp thân thiết.